Hoa nở rực rỡ khắp mọi nơi, báo hiệu mùa xuân đang về trên khắp đất nước Nhật Bản. Khu vườn Kairakuren có từ lâu đời ở Mito, phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trong vườn ngập tràn sắc hoa. Nhân vật trải nghiệm trong chương trình du ngoạn Nhật Bản hôm nay là Akane Nakajima, một cô gái Nhật được sinh ra tại Mỹ. Akane sẽ tới thăm khu vườn nổi tiếng này và tìm kiếm những cánh hoa nở đầu tiên của mùa xuân. Quần của ông có các chi tiết trang trí hình những bông hoa nở rộ này. Đúng vậy, tôi rất thích ngắm hoa nở ở đây. Đối với cô, đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người yêu hoa nở vào mùa xuân. Trong chương trình du ngoạn Nhật Bản lần này, chúng ta sẽ cùng Akane khám phá hương sắc mùa xuân ở Mito. Vườn Kairakuren được xây dựng vào năm 1842 dành cho những người đứng đầu thị tộc tại Mito. Phía sau cổng chính là con đường dài khoảng 50 mét chạy dọc một rừng tre lớn. Những cây tre trồng tại đây đều được chuyển từ Kyoto tới. Thật tuyệt vời! Cả một rừng tre rộng lớn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua các kẽ lá, phản chiếu trên các thân tre. Tượng vô cùng đẹp với thật nhiều cây ở đây. Rời rừng tre, Akane tới khu vực chính của vườn Kairakuren. Có khoảng 3.000 cây mận với 100 loại khác nhau. Sự tương phản giữa tre và cây mận thể hiện thuyết âm dương trong triết học truyền thống Trung Hoa. Cây tre tượng trưng cho âm và cây mận đại diện cho yếu tố dương. Hai khu vực trồng tre và mận tại khu vườn này tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Mùa hoa nở tại vườn Kairakuren kéo dài từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 hàng năm. Đây là một trong những loại đẹp nhất, tên là Yaekanko. Các hướng dẫn viên tình nguyện luôn sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch nếu muốn tham quan vườn Kairakuren. Hướng dẫn viên của Akane hôm nay là ông Goro Kimura. Ông trở thành tình nguyện viên tại đây sau khi nghỉ hưu. Khu vườn này thường được sử dụng riêng cho các lãnh chúa của Mito trước đây. Khi đó, chỉ những người đặc biệt mới được phép vào khu vườn 6 ngày trong một tháng. Trong suốt mùa xuân, người dân tới đây để ngắm hoa nở và uống rượu sake. Điều này giúp xóa tan mệt mỏi của cuộc sống và công việc thường ngày. Vậy tất cả mọi người đều có thể ngắm cảnh tại khu vườn này. Đúng vậy, nó không còn là nơi chỉ dành cho các lãnh chúa phong kiến thời xưa, mà đã trở thành địa chỉ cho tất cả mọi người đến thưởng ngoạn. Có một dinh thự trong vườn Kairakuren, nơi các lãnh chúa Mito dành để tiếp đãi các vị khách quý. Từ tầng 3, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vườn Kairakuren. Có rất nhiều cây mận ở đây. Tại sao người ta lại chọn loại cây này vậy ạ?
Lãnh chúa Tokugawa Nariaki rất thích cây mận bởi chúng có thể nở hoa ngay cả trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, trước khi mùa xuân đến. Ông tin rằng trải qua khó khăn với lòng kiên nhẫn sẽ đưa con người ta đến một tương lai tươi sáng. Đó là lý do ông đã ra lệnh trồng cây mận ở khu vườn này. Ý nghĩa của nó thật sâu sắc. Đây thực sự là nơi bạn có thể đến để thư giãn và xoa dịu tâm hồn. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi ngắm hoa nở ở đây. Nó khiến tôi cảm thấy thư thái và khỏe mạnh. Trước kia, nhiều sự kiện hàng năm được tổ chức cho quan khách tới ngắm hoa nở. Truyền thống này vẫn được duy trì cho tới tận ngày nay. Tôi đang cầm trên tay một chiếc bánh mận. Tôi sẽ nếm thử xem vị của nó ra sao. Nó có hình một bông hoa mận. Plum tree. Looks good. Chà, nó có màu hồng, thật dễ thương. Tôi sẽ nếm thử nó. Rất ngọt. Thời tiết dễ chịu, bánh ngon. Tôi sẽ đi xem người Nhật thưởng thức cảnh đẹp ở đây như thế nào. Xin chào ông bà. Ông bà đang làm gì vậy ạ? Chúng tôi là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chúng tôi tới đây hàng năm để kiếm những khuôn hình đẹp. Chiếc quần của ông có cả các chi tiết trang trí hình những bông hoa đua nở này. Chúng rất tuyệt. Những bông hoa đang nở. Tôi thực sự rất thích ngắm hoa nở ở đây. Chúng có gì đặc biệt ạ? Chúng rất đẹp. Những cánh hoa mỏng manh đều có những màu sắc khác nhau. Tôi luôn trông ngóng để đến mùa hoa nở. Tôi không thể ở yên trong nhà vào mùa này. Thậm chí, tôi còn đến đây từ sáng sớm để chụp ảnh, trước cả khi mặt trời mọc. Màu sắc của hoa sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm trong ngày. Ngày nào ông ấy cũng gọi tôi để hỏi xem khi nào chúng tôi sẽ tới đây. Ông có một chiếc quần jean thật tinh tế. Tôi rất thích nó. Ông ấy như là một cái cây trong khu vườn này vậy. Luôn có một nhóm đông đảo những người làm vườn chuyên chăm sóc cây cối tại Kairakuren. Mihiro Fuji là một trong những người làm việc tại đây. Anh làm việc ở đây hàng ngày sao? Vâng, tôi kiểm tra tình trạng cây hàng ngày và công việc ấy diễn ra quanh năm. Tôi rất thích cây mận, hoa của nó nở rất đẹp. Cây mận dường như có một vị trí quan trọng đối với đời sống của người dân nơi đây. Từ thời xa xưa, con người nói chuyện với nhau về hoa nở, có nghĩa là họ đang nói về hoa mận. Trong bài thơ Manyosu, viết trong khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, cũng nói đến loài hoa này. Bên cạnh đó, quả mận cũng được sử dụng để làm thuốc. Khi ngắm hoa nở, ta sẽ cảm thấy rất tuyệt. Hoa mận nở từ mùa đông, trước khi xuân tới. Chúng rất rực rỡ, hương thơm của chúng quả là tuyệt vời. Đó là lý do anh luôn làm việc chăm chỉ. Khi hoa mận nở, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Tôi cảm thấy quả thực rất đáng khi mình lao động chăm chỉ. Quả mận xưa nay vẫn được biết đến là có thể chữa bệnh. Tại Kairakuren, loại quả này được thu hoạch vào tháng 6 và sau đó được bán cho người dân địa phương. Mận sẽ được sử dụng để làm rượu,
hoặc món dầm. Ngoài cây cối, những người thợ làm vườn tại đây còn đảm nhiệm việc chăm sóc các phần khác của khu vườn. Xin lỗi, hàng rào này được làm từ tre phải không? Đúng vậy. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang làm một chiếc hàng rào mới, cũng gần xong rồi. Việc này có đơn giản không? Tất cả những gì bạn phải làm là buộc chặt những đoạn tre này bằng dây, nhưng mà phải rất chịu khó kiên nhẫn. Mỗi một nút buộc đều phải thật chặt, từng nút một. Tôi có thể thử không ạ? Tất nhiên rồi. Thật là khó. Kỹ thuật truyền thống làm hàng rào tre được những người làm vườn giàu kinh nghiệm truyền lại cho những thợ học việc. Trông nó thế nào? Thật là khó. Đúng vậy, cần phải có thời gian để học. Tôi cần phải học chăm chỉ hơn. Tôi đã hoàn thành nó rồi này. Được 9 trên 10 điểm. 90%. Hàng rào tre trong vườn Karakuren sẽ được thay thế sau khoảng 3 đến 5 năm. Hàng rào này đã phai màu, chuyển sang màu vàng. Nó đã được thay thế khoảng 2 hoặc 3 năm trước. Có hàng rào xanh và có cái ngả sang vàng. Đây là nét đặc trưng của hàng rào này. Không hẳn là tốt khi chỉ có một hàng rào mới. Ý tưởng về sự đan xen hàng rào cũ mới thường xuất hiện trong các khu vườn truyền thống của Nhật Bản và nó cũng tuân thủ theo thuyết âm dương. Akane quyết định tham gia một lễ thưởng trà ngoài trời tại vườn Karakuren. Nghi thức này được gọi là Nodate Chakai. Tôi đang có mặt tại nơi sẽ diễn ra lễ thưởng trà hôm nay. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Mọi người đang chuẩn bị cho các học viên của trường Urasenke, một trong những nơi dạy trà đạo của Nhật Bản. Trà được sử dụng trong lễ thưởng trà, được chuẩn bị từ matcha hay còn gọi là bột trà xanh. Bất cứ ai cũng có thể tham gia tiệc trà ngoài trời này. Nếu là người vừa bắt đầu, cách tốt nhất bạn nên học các quy tắc cơ bản trong nghi thức trà đạo. Tôi đã học được những quy tắc cơ bản trong nghi thức trà đạo. Quả là, học cách thực hiện một lễ thưởng trà cực kỳ khó, mặc dù thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Tôi đã rất vui khi tham gia lễ thưởng trà hôm nay. Hãy nhìn xem, con tàu này chỉ có một toa duy nhất.
rất nhỏ phải không? Thật dễ thương. Akane đón tàu hỏa từ Gamito và giờ cô đang di chuyển sang một tuyến đường sắt nhỏ hơn tên là Hitachinaka. Akane sẽ tới thị trấn cảng Nakaminato. Các nhà trọ tại khu vực này thường chuẩn bị bữa ăn với nguyên liệu là những loại hải sản tươi ngon. Đây là món chính của cô, lẩu cá nhám. Một món cá ạ. Đúng vậy, đây là đặc sản địa phương. Chà, trông thật hấp dẫn. Lẩu cá nhám là một đặc sản truyền thống của thị trấn này. Cá nhám thường sống ở tầng nước sâu dưới biển. Loại cá này thoạt nhìn khá kỳ quái, nhưng nó có mùi vị rất ngon. Mùa thu hoạch cá nhám là khoảng từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Đây là loại hải sản giàu dinh dưỡng và là nguồn collagen quý giá đối với làn da, đặc biệt là của phụ nữ. Tôi rất thích ăn lẩu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức với cá nhám. Những miếng này là cá nhám ạ. Phần màu đen là da cá. Ở giữa là gan. Và phần trắng là thịt. Tất cả đều là cá nhám ạ. Đúng vậy, chúng dùng để ăn kèm với vài loại rau. Thật tuyệt. Chà, ngon tuyệt. Nó được gọi là gan ngỗng từ biển cả. Một trong những phần ngon nhất. Nó rất mềm mịn, đúng là giống gan ngỗng thật ạ. Tôi bắt đầu thích món này rồi. Sáng sớm hôm sau, Akane trở lại ga tàu để đến với điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của mình. Cô đang trên đường tới thăm một vườn hoa khác nằm bên bờ biển. Vào mùa hè, Ajigaura là một bãi biển nổi tiếng đối với du khách. Đây cũng là địa điểm thư giãn quanh năm đối với người dân địa phương. Chào buổi sáng. Ông sống ở đây ạ? Đúng vậy. Ông đang làm gì vậy? Hàng ngày tôi vẫn ra đây để ngắm biển. Tôi ra đây ít nhất một lần một ngày. Tôi đang tới công viên bờ biển Hitachi. Đó là công viên do chính quyền quản lý. Ở đó trồng rất nhiều hoa, cực kỳ đẹp. Gia đình Kurosawa đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Họ mở một nhà trọ gần biển. Ông rất vui khi nói với Akane về lịch sử hình thành của công viên bờ biển Hitachi. Từ năm 1937, khu vực này được quân đội Nhật Bản sử dụng để làm sân bay. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, quân đội Mỹ đã sử dụng mảnh đất này làm nơi diễn tập ném bom từ năm 1945 đến năm 1973. Các đợt diễn tập cứ diễn ra liên tục trong 28 năm, tới tận năm 1973. Như thế, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Sau đó, khu vực này được xây dựng thành công viên, nơi mọi người có thể gặp gỡ và thư giãn. Chúng tôi rất vui mừng vì điều đó. Tôi rất nóng lòng được tới đó.
Tôi hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời khi tới đó. Tại công viên bờ biển Hitachi, muôn hoa mùa xuân đã đua nhau khoe sắc. Khu vườn này là biểu tượng cho ước vọng hòa bình của người dân nơi đây. Nếu như trước kia từng là công cụ phục vụ cho các cuộc chiến, thì ngày nay nó đã trở thành công viên thu hút đông đảo du khách đến thư giãn và thưởng ngoạn thiên nhiên. Mùa xuân đến mang theo sắc màu tươi đẹp của hoa thủy tiên, hoa cải và cả hoa mận. Đằng kia có hai ngôi nhà. Chính giữa khu vườn có hai ngôi nhà truyền thống được xây dựng từ cách đây 350 năm với các loại cây được đem về trồng từ khắp mọi miền của Nhật Bản. Tất cả đem đến cho du khách những cảm xúc đặc biệt, như thể quay về cuộc sống của những ngày xưa cũ. Một trong những sự kiện được tổ chức tại đây là buổi kể chuyện truyền thống. Những người tham gia chính là các tình nguyện viên từ cộng đồng dân cư địa phương. Công viên có cả một cánh đồng rộng với 350 ha với các loại hoa được trồng theo mùa. Blue-eyed flowers are especially popular. Each season brings its own distinctive blooms. Close to the shore, you find colorful lilies. Gần bờ biển, bạn có thể tìm thấy những bông hoa huệ tây rực rỡ sắc màu. Cũng có cả những loài cây quý hiếm được trồng tại đây. Mùa thu, cả khu vực bừng sáng với sắc màu đỏ rực của cây cochia trên khắp các sườn đồi. Anh Yutaka Okunuki là người phụ trách chăm sóc các loại cây ở đây. Anh sẽ đưa Akane đi tham quan xung quanh công viên này. Đi dạo quanh công viên, tôi có thể thấy rất nhiều khu vực trồng cây khác nhau. Đó có phải là nét đặc trưng ở đây? Cũng như ngoài biển, các dòng hải lưu nóng lạnh gặp nhau. Chúng tôi có những cây hợp với khí hậu ấm và cả những cây ưa thời tiết lạnh. Hẳn anh đã phải làm việc rất chăm chỉ thì mới có thể chăm sóc được tất cả cây cối ở đây. Chúng tôi có nhiều loại cây khác nhau, vì vậy cũng có không ít việc phải làm trong mỗi mùa. Tôi thường lo lắng liệu hoa có nở được hay không, nhưng khi hoa nở, chúng tôi lại có động lực trong công việc của mình. Khi làm việc, chúng tôi luôn mong ngóng niềm vui giản đơn ấy. Trong văn hóa Nhật Bản, thiên nhiên, đặc biệt là hoa, đóng vai trò khá quan trọng. Trước đây, tôi chưa từng trải nghiệm truyền thống ngắm hoa của người Nhật Bản như thế này. Mọi người trân trọng từng mùa và cùng nhau gìn giữ những truyền thống văn hóa lâu đời. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời và thực sự đã rất vui khi tới đây. Trên tất cả, tôi nghĩ mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa về thiên nhiên tại đất nước tươi đẹp này. Xin chào và hẹn gặp lại!